học mà xài điện thoại trong lớp kiểu. Các em nên nhớ free cộng five. Em yêu anh nhiều lắm á. Em đã free rồi. Free five sống dai thành huyền. Trời, đứa nào tắt chuông vậy? Đứa nào xài điện thoại trong lớp đây? Có ai dùng đâu cô, tiếng từ miền Nam hả? Thế Nam đứng lấy đọc phần tiếp theo cho tôi. Dòng thứ hai á. Gì trời? Free. Free Fire, lửa gánh gọi. Wow, tên mới, lửa gánh gọi. Em dịch của gì vậy? Đấy, thấy chưa, tôi đâu có sai đâu. Để con hỏi lên cho tôi. Ai mà gọi mình xeo đây, để xem nào. Đừng cô, alo, ai đấy? Cái gì mà la vậy? Có đồng mà kìa. Bà mẹ con dở đây. Khi ra về mà bị bọn bạn giấu chìa khóa xe kiểu. Em kêu chú vào vợ con này giúp cô này. Free Fire là lửa gánh gối. Ê Huy, tao miếng nước ấy. Nè uống đi. Ê mày, giấu chìa khóa nó đi. Để tao. Yeah. Số lớp nghỉ nha, vì học tuần sau cô kiểm tra đấy. Yeah. Đi về đấy. Ủa, cái chìa khóa nó đâu rồi? Bà thử kiếm trong cặp có không? Không có, tao kiếm kỹ rồi. Ê, còn nó kỹ. Đâu rồi ta? Hay là hai đứa mày lấy đúng không? Ờ, biết gì đâu. Mày cứ đưa đeo. Hai bà con mực. Bà mẹ mày đưa đi. Nam, cầm lấy. Cô ngồng đây để mày lấy. Tao mà bắt được mà thấy bà mày bắt. Khi cô chủ nhiệm canh thi lớp tôi kiểu. Ôi giời ơi, mệt hết cả người. Tới giờ chưa mấy em? Dạ còn 5 phút nữa cô ơi. Có thấy còn sớm à? Thế tôi cứ thấy sách vở đi, cô phát đề cho mà làm. Dạ em cảm ơn. Ê, tí chị bài tao ấy nha. Yên tâm. Cả anh Nam làm bài cho nghiêm túc đấy nhá. Em lúc nào mà chả nghiêm túc cô. Ủa gì mà đề khó vậy cô? Đề khó lắm à? Thế quay xuống hỏi Long kia, nó giỏi nó chỉ cho. Trời, anh Long ơi, cho Linh chép. Quay lên, không có thấy cũng làm à? Bây giờ nay tụi nào trực nhật đây? Dạ tổ ba cô. Thế tụi ba tụi này phạt lao động. Nhỉ trời, đáng thi luôn á. Thế cho nó dép với mày. Sạch tư, mấy đứa trao đổi bé bé thôi. Ê, đọc tàu của hai cô Lan. H2 cộng O2 bằng hô hô. Đấy, chép giống nhau đi, hồi sai cả lũ bây giờ. Ê, đọc tao cô ba tao cha coi. Linh, làm gì rồi đấy, mang cái điện thoại lên đây. Em có làm gì đâu cô. Lộ nguyên hình đi, đừng sửa, đừng có giả nữa. Lộ nguyên hình là sao? Ta đây chính là tiểu thần tiên xuống phàm. Trời ơi, Linh nó bị ai nhập rồi kìa cô ơi. Các ngươi dám bắt ta hả? Rồi xuống cơ thể trường lên đây. Em nộp cô. Lớp tôi đang học mà nghe cô kể chuyện kiểu. Như thế nữa đã cảm hóa được Chí Phèo, khiến Chí Phèo không còn bảo nữa. Ê bà biết cái vụ Bắc Ninh đêm qua không? Trời ơi ghê quá, giờ quen ai cũng sợ muốn chết. Ủa Huy, trốn tiếc nữa hả? Mẹ biết mẹ buồn đó. Sẵn câu chuyện Chí Phèo, cô xin kể câu chuyện tình của cô hồi xưa. Kể đi cô. Không. Ngày xưa là cô với người yêu cũ cô là người Hà Tĩnh. Bọn cô yêu nhau say đắm giống như là Chí Phèo với Tì Nở vậy. Chuyện tình cô giống như bài thơ đồng chí. Súng bên súng, đầu sát bên đầu. Đêm rét tương chăn thành đôi chi kỷ. Kể tiếp đi cô. Sau đó cô về ngay đó chia tay. Ủa sao vậy cô? Giờ nó báo quá đó mẹ em. Báo cha với mẹ. Cô sợ mẹ có buồn nên chia tay. Còn tức rồi mẹ em. Ồ, kể chuyện tiếp đi cô. Kể gì nữa? À, mà sẵn nhắc Hà Tĩnh mới nhớ. Các em bình chọn cho anh Kiệt Hà Tĩnh vào vòng chung kết chưa? Ủa, anh Kiệt đẹp trai hả? Bình chọn sao vậy cô? Đây, các em lấy điện thoại này. Vô từ anh Kiệt có đường dẫn để các em bấm vô rồi kéo xuống chọn hạng mục acting. Và bình chọn cho anh Kiệt nhé. Muốn ngày 10 vote tới hết ngày 28. Kêu gọi càng đông càng tốt để Kiệt vô chung kết nha mấy em. Để vô lớp 92 kêu bọn nó bình chọn đi. Để về nhà kêu ba má anh bình chọn nữa. Ủa, tôi bay đi hết, cô là cho ma coi à. Lớp tôi có cặp yêu nhau. Tí ra về Long lấy con quy chiến chở Linh về với nha. Ừ, để Long bốc đầu chở Linh về. Ồ, ghê trời. Trời ơi, sáng sớm bắt cơ mày. Bà không thấy hai đứa tôi dễ thương hả? Ồ, với hơn cái quần què đi lầu bạn đi má. Để Long đi với Linh nhá. Dạ chồng. Cứ vậy thôi. Rồi lớp mình ra chơi nhá. Ê Linh, xuống canteen mua trà sữa với tôi đi. Ok, bà đợi tôi xíu nha. Làm gì nữa vậy? Long ơi. Gì vậy Linh? Mẹ anh người yêu ơi. Bé muốn đi uống trà sữa. Trà nạp xăng nạ. Ai dạ em à. Em sao mà nâu thế? Anh có yêu em nhiều không? Mày đừng cãi ta. Sao hỏi như thế? Yêu bé như chim bé. Yêu gì mà dữ vậy trời? Lớp có học sinh mới. Trời ơi, ông gì thân hóa giúp con dạy bài tập quá chứ. Giờ con không biết làm cái quần què gì hết. Quê mẹ ơi, nãy lớp mình có thằng nào chuyển vô kìa. Cái gì? Có thằng nào? Lớp trật tự đi.
Rồi nó lớp miệng học sinh mới nha. Mấy đứa này phải gái không trời. Vô đi em. Ủa sao nó không giống như tao tưởng tượng mày? Tao tưởng đâu Dung Cúc không á. Em giới thiệu về mình đi. Xin chào mọi người, mình là Út Khờ. Vậy Út Khờ cái mặt khờ dễ sợ. Ê ẩu rồi đó bà. Ủa vậy hả? Vậy cho tôi chương trình đi cô. Em ôm cái gì với Út Khờ? Còn ở đây là ông dị thằng khỉ nè. Cái mặt ông dị thằng khỉ rất là dễ thương luôn á. Ông dị thằng khỉ đang cầm cái gì đây nè? Thôi em xuống ngồi chỗ bạn Linh nha. Dị trời. Ủa ông đi học mang sỏi chứ vậy? Ông dị thằng sỏi á, chắc là linh thiêng. Ai ước gì sẽ được đó, ai nguyện gì sẽ được cầu thành. Mọi người ước đi nha. Ông dị thằng sỏi chắc là linh thiêng luôn á. Má ơi, con ước ngày mai đổi chỗ chứ ngồi với thằng này chắc còn khủng luôn quá. Đi học bị đứng cột cờ kiều. Lễ tết mời quý thầy cô và các bạn ngồi. Ông gì thần nắng hay bớt nắng là giúp con đi ông gì thần nắng ơi. Trước khi tổng kết thi đua, tôi xin mời những em sau đây lên đứng trước toàn trường. Nguyễn Thị Lan. Hả? Trời ơi, khen thưởng hả? Trái với bà. Tôi học biết luôn á. Nguyễn Thị Linh. Trời ơi, tôi á. Nguyễn Văn Nam. Nguyễn Văn Huy. Lớp ba đỉnh vậy. Ghê cả đi bà. Những em này sẽ bị phê bình trước toàn trường. Ủa gì á? Mời bạn đưa bằng chứng lên. Chứng kiểu đối đáp giáo viên của báo học sinh. Đây là cái lớp hay là cái chợ mà ôn quá vậy? Là cái chợ đó cô. Cô muốn mua thịt hay là mua rau em bán cho? Tới tao hả? Giờ tôi không nói nếu mấy em nói đi. Mấy em nói trả cái miệng mấy em đi rồi tôi nói. Rồi đến lúc người ta nói thì ghi sổ đó bài. Tại sao vậy bà già? Có cái quần đó không em? Mời anh chị ngồi giữa nhìn đấy mà làm gương đi nhá. Tại tụi mày bắt tao vậy á? Thôi không sao đâu, cùng lắm biết bạn kiểm điểm mà. Tất cả những chị này sẽ bị đình chỉ học một tuần.